Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có thông tin đáng chú ý sau đây. Cấp sổ đỏ cấp tốc chỉ trong 2 ngày, đề xuất từ Bộ Xây dựng. Đề xuất tích hợp sàn giao dịch quyền sử dụng đất với sàn giao dịch bất động sản thành trung tâm dịch vụ công trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể giúp cấp sổ đỏ chỉ trong 2 ngày. Các bạn thân mến, trong văn bản gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ, các bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Công an về chủ trương tích hợp sàn giao dịch quyền sử dụng đất với sàn giao dịch bất động sản thành trung tâm dịch vụ công trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng đã đưa ra đề xuất để giúp quá trình giao dịch cấp quyền sử dụng đất, nhà ở được tiến hành đồng thời, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục, giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Theo đó, các trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất cấp tỉnh có 3 nhiệm vụ chính là quản lý giao dịch bất động sản, quản lý thu thuế và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở. Trung tâm sẽ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố hoặc sở xây dựng có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương ứng. Trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất cấp tỉnh hoạt động theo cơ chế một cửa liên thông, tăng cường sử dụng hệ thống công nghệ 4.0, tạo điều kiện tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Sau khi bên bán và bên mua đạt được thỏa thuận mua bán và làm thủ tục lập hồ sơ ký hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật, hai bên truy cập website cổng thông tin điện tử của trung tâm, điền vào thông tin mua nhà liên quan, nộp đơn xin yêu cầu làm thủ tục sang tên trực tuyến. Ba cơ quan thẩm quyền thụ lý trực tuyến, xét duyệt theo chức năng của từng cơ quan. Sau 2 ngày làm việc hoàn tất xét duyệt và khi bên mua nhận được tin nhắn đã thông qua xét duyệt, có thể đặt lịch hẹn đến trung tâm để được cấp giấy chứng nhận sở hữu bất động sản. Cũng theo Bộ Xây dựng, việc lập trung tâm giao dịch bất động sản là do nhà nước quản lý sẽ là giải pháp hiệu quả để đổi mới cách thức vận hành của thị trường bất động sản, đồng thời là cơ sở để phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động giao dịch bất động sản phù hợp với thực tiễn, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghiệp số, đáp ứng yêu cầu bổ sung, hoàn thiện quy định nhằm đảm bảo công khai, minh bạch thị trường. Các trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ tích hợp hệ thống dữ liệu bất động sản đồng bộ bao gồm thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản, dữ liệu đất đai, dữ liệu về thuế, tạo cơ sở để đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định. Đây cũng là đầu mối tiếp nhận, phối hợp để thực hiện công tác quản lý các giao dịch bất động sản, thuê mua bất động sản, giao dịch quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tư vấn xuyên suốt toàn bộ quá trình giao dịch. Các bạn trẻ có nhu cầu quan tâm về việc thuê nhà, mua nhà, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 088 808 9696 để được tư vấn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.